một buổi tập luyện của đội tuyển chó nghiệp vụ thuộc trường trung cấp 24 biên phòng. Tai nghe Bluetooth E Plus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, cửa tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Đây là một trong những đội tuyển sẽ tham gia cuộc thi người bạn trung thành trong khuôn khổ Army Games 2020 diễn ra tại Liên bang Nga trong năm nay. Những bài tập thi này thì trong quá trình huấn luyện từ trước đến giờ thì nó không có. Chủ yếu là bây giờ chúng ta nghiên cứu và anh em tự tìm tòi và học hỏi thêm cả những giữa các huấn luyện viên với nhau và video ở nước ngoài người ta thi thì chúng ta nghiên cứu và đưa vào chúng ta luyện tập. Khi huấn luyện chó này thời tiết nắng nóng thì rất là khủng khiếp. Người và chó nghiệp vụ, con người ta thì có thể khắc phục được, như với chó thì thời tiết nóng là nó không chịu được, ra chó nó không tiến mồ hôi. Thì anh em đã khắc phục bằng phương pháp là tập thật sớm, và cũng là buổi sáng thì tập rất là sớm, cũng như là 4:30 là anh em đã dậy và xuống chó, 5:00 lên sân là tập. Chúng ta tập đến lúc nào nắng lên khoảng 7:30-8:00 là chó là cho về nghỉ để nó đảm bảo sức khỏe. Để những buổi chạy 3 km cũng vậy, vì là phải chạy sớm. Còn buổi chiều thì là phải chiều mát, chiều tối anh em mới tập luyện được. Về mặt thao trường ấy, là cái nền thao trường của chúng ta là nó khác với bạn. Các đồng chí quan sát, ví dụ thao trường đây mình là giải Alpha, nó rất là cứng, chó người chạy đau chân, nhưng cái thao trường thi đấu thì nó lại không như thế. Thì mặc dù đây nó điều khó khăn trong quá trình tập, nhưng mà khi vào thi nó nhẹ hơn thì nó lại thành cái thuận lợi của mình. Khi mà nhận được cái kế hoạch tập Army Game đấy, thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ từng bài tập một, thì thấy là họ có những cái khác mà cơ bản là khác so với chúng ta luyện tập hàng ngày ở nhà trường. Ví dụ như bài huấn luyện chó phòng thủ, nhà trường chúng tôi chưa triển khai luyện tập bao giờ, bởi vì cái đặc thù nhà trường là huấn luyện là để phục vụ cho công tác thể nhiệm vụ ở các tuyến biên giới, do vậy là chủ và chó thì luôn đi cùng nhau. Nhưng đặc thù ví dụ như một bài đấy thì nó có những cái khác, hoặc là cái yêu cầu về tiêu chí đối với huấn luyện viên, người ta yêu cầu rất cao, huấn luyện viên phải toàn diện, đảm bảo cái thể lực, kỹ thuật quân sự, đặc biệt là nội dung bắn súng. Bài tập của họ khó hơn cái bài tập chúng ta là tương đối nhiều. Ban huấn luyện trường cũng đã có chỉ đạo là tuyển chọn những đồng chí vận động viên tốt nhất, một là có thể lực tốt nhất, hai nữa là có kinh nghiệm huấn luyện chó, cái thứ ba nữa là có cái kỹ năng bắn súng tốt nhất. Cái giống chó này là tất cả là đều là dòng Malinois của Bỉ, đáp của Bỉ. Nó khác nhau hoàn toàn, là một nên là nó có cái sự nhanh nhẹn, cái thứ hai nữa là nó có cái thể lực tốt, sức bật tốt, vì là trong cái bài thi đấu nó có những cái nội dung mà đòi hỏi cái sức bật, cái sự gọi là nhanh và sức bật là tốt.